mọi người theo chân Dung đi chợ Lùng Phình nha. Chợ hôm nay thì diễn ra vào thứ 6 hàng tuần mọi người. Đi. Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Hải và Thắng. Hôm nay mình với em Dung đi chợ phiên các bạn, đi khám phá trải nghiệm. Đi chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên người ta bán những mặt hàng gì nha các bạn nhé. Đấy. Chúng ta đang đứng ở ngoài cổng các bạn. Ngoài cổng này. Đây. Chợ ở trong này. Ở đây là mình thấy là người ta bán chổi này. Chổi này. Rất là nhiều mặt hàng mọi người. Chổi quét nhà các bạn. Đây là chuối ta mọi người. Chuối gì? Chuối ta. Chuối ta hả? Có biết chuối gì không? Đây em cũng chuối lá hay chuối gì? Em không biết đây là chuối gì. Đây này, chuối đây này, sáng màu này. Hỏi ra hỏi cô thử xem chuối gì xem biết không? Đây là chuối phấn hay chuối gì đấy cô? Dạ? Chuối nhà trồng nhưng mà tên là chuối cây chuối gì? Chim bâu, vụ này chim bâu rồi. Vụ này mình không biết các bạn. Cô ấy cũng không biết chuối gì thì mình sao biết nổi. Hello. Chị em xem tí nhá chị nhá. Đây biết quả gì không? Quả bầu. Hồ lô. Đây là quả bầu hả chị? Quả bầu này nếu mà lon có ăn được không? Hay là chỉ để một cảnh này thôi? Nhưng mà sao nó bé mà nó đã già này rồi? Nói chung là bình hồ lô, cái này để rượu đẹp đấy nhỉ. Đang cậy hột ra. Ớt này. Đây, bạn Dung thử quảng cáo ớt vùng cao cho mọi người xem này. Ớt dây, ớt khô này các bạn này. Đấy, cầm hẳn dây, đây đầu đây này. Đấy. Đây, quay này. Dây ớt khô mọi người ạ. Dây thì bao nhiêu tiền này em? Em biết không? 100.000. À, lần trước mình hỏi là 80.000, bây giờ nó lên giá rồi. Cái này sâu người ta kỳ công ấy nhỉ? Người ta sâu vào những cái cọng sâu, vào cọng ấy. 100.000 một dây các bạn. Đây là đây này tam thất này, tam thất ở đây người bán tam thất tươi này. Đấy, đây mọi người, cái này biết làm gì không? Ẩm thịt, ngâm rượu nhỉ. À, cháu chào cô nhá. Và tam thất cháu đi xem một tí, đi chợ chơi. Ở đây người ta bán cà phở này, phở người Mông các bạn. Và cô ấy bán chịu cho bạn này một túi phở. Cô có bán chịu không cô? đi vào trong chợ xem tí này, khen này. Em biết thổi này không? Cái này em không đủ hơi để thổi. Khen người Mông các bạn. Hoa quả. Và đây các cô đang mua hoa quả rất là nhiều các bạn. Dao này. Biết cái gì đấy không? Đây là Cà tím. Cái này làm được những món gì? Theo em hay về mua này về làm gì? Xào hay là luộc xào. Hay là nướng? Em nướng. Hầu hết là cái nướng. Này nướng ăn ngon phết này. Đúng rồi. Nướng xong bóc vỏ ra lấy ruột không mang rồi. Đi anh thấy ở trên TV họ hay làm đấy, có xem TV họ hay làm nướng chưa? Em xem rồi mà em còn làm rồi. Em còn làm rồi á? À, hay nhỉ. Anh tưởng là ở trên này người ta không làm, nhưng mà anh thấy ở Hà Nội ấy họ hay nướng này, nói chung là cho hành vào nữa ăn ngon lắm. Đúng rồi, đây là dụng cụ lao động ở trên vùng cao này các bạn này. Túi này, túi thổ cẩm này.
Cháu xem tí nha chú nhá. Của cô ơi, của chú ơi, cháu xem tí nhá. Túi này các bạn này. Cái này có thêu văn không? Hoàng bằng tay không? Có, nhưng mà cái này là in thôi. Cái này họ máy chứ đúng không? Đúng. Đây thêu đây. Tay. Đây túi thêu này. Cái này người ta thêu bằng tay các bạn. Đây, túi thủ công. Túi này để đeo. Và cái này là đựng điện thoại nhỉ, đựng tiền. Đúng rồi. Cái này chắc đắt lắm chú nhỉ? Bao tiền ạ? 50.000. Đây gửi chú đi. Cháu cảm ơn nha. À, chúng ta đang đứng ở chợ Đồng Phình nhé mọi người nhé. À, chợ này diễn ra vào sáng thứ sáu hàng tuần. Đây cổng chợ. Đây. Chợ Đồng Phình. Đây, cô bán không biết là bán. Đây là quán xôi nhưng mà người ta đi đâu mất rồi các bạn. Hay làm cốc chè không? Không. Này. Đây là chè các bạn. Đồ ăn vặt, đồ ăn vặt. Chợ bây giờ thì nó rơi vào tầm 9:30-10 giờ rồi các bạn. Số lượng người cũng bắt đầu tan rồi. Hello. Xin chào. Xin chào. Đi cùng ai đây? Em đi một mình. À, hôm qua đi Hà Giang quay được nhiều không? Em đi 2 ngày, em đi bản nhiều. À, bạn gái bản đâu? À? Em xin. Đi bản à, đi vào bản à, không ra chợ à? Em không ra chợ. À. Em đi bản em đem à sữa sữa nọ kể kể sữa gì? À. Anh sữa thì em đi em hết ở sân bay. Anh đi với ai? Hôm qua anh mình. Thế bạn bạn gái kia đâu? Bạn đám cưới. À. Hôm nay cũng bảo anh lên nhưng mà anh không lên được. Chẳng ngại, các bảo anh cũng qua anh lại em đi qua cho hết nặng. À. Đây đi chơi chợ đây. Quay được đủ chưa? Chưa, em mới đi mà. À. Đi, đi chợ muộn đấy. Bây giờ còn khu nào chợ để đi nữa không nhỉ? Bên vợ em đi ạ. Đi rồi. Đang cùng em Dung đi giới thiệu cho mọi người mà không biết em rất đi lối nào ấy. Đi. Đi. Anh muốn đi quay chợ gì? Thì đi thôi. Còn cái kẹo nào? Cho bọn trẻ con này. Rồi đưa cho em Dung này. Đây, để em đưa cho. Dung. Nhưng mà em còn đang ăn đấy. Em dùng ăn trước mà chưa tặng cho em. Để tặng cho em cái nào. Xin chào nhá. Xin chào em bé. Cháu tên là gì? Này. Cháu tên là gì? Ngại đây, ngại đấy. Thôi cho em cái. Này. Cho em cái. Xin chưa? Hai tay xin chứ. Cho em kia cái à. Nào. Em bé tên là gì? À này. Ơ ngại à. Này này này. Con cho này. Thôi mẹ cầm hộ. Đây mẹ cầm hộ này. Bà hay là mẹ, bà đấy chứ. À, chim bầu chắc là vụ này là chim bà bầu. Bà hay là mẹ. Đây chắc là bà thôi nhỉ. Tí đưa nhầm nhỉ. Chị nhỉ. Đây chắc là bà thôi nhỉ. Đúng rồi, bà thôi. Bà. Nhưng mà bà không hiểu tiếng phổ thông. Thôi đi, let go, let, let. Quynh à? Quynh à? Quynh à? Ở khu vực này mình thấy là người ta bán hạt giống các bạn, hạt ngô rồi hạt thóc giống này. Đấy, bên này thì người ta bán dép này, giày dép. Rất là nhiều giày dép. Các loại mẫu các bạn. Cả nam đến nữ nhiều lắm. Dép đi trong nhà rồi dép đi chơi. Anh đi qua chợ lợn chưa? Qua chợ lợn đó. Đi, vào đây chơi. Bao giờ có tiền mua lợn về đám cưới nhỉ? Giờ phải đi kiếm con lợn các bạn. Mọi người nhớ like chia sẻ để mình kiếm tiền mua lợn để đi cưới vợ nhá. Mình chưa có vợ, chẳng qua có 2 con thôi mà thế. Đi đường nào đi? Đi đường này, đường này, đường này. Đây đi vòng người này được đây. 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 Đây là khu vực bán quần áo các bạn, người ta bán quần áo người
trẻ con, người ta gọi là siêu thị mặt đất các bạn, rất là nhiều. Đấy, siêu thị mặt đất, đứng lựa, ngồi lựa, nằm lựa cũng được. Chợ này thì diễn ra vào sáng thứ sáu, và cái đặc điểm ở chợ phiên các bạn biết đấy, bao giờ cũng có chợ gia súc. Và ở Lùng Phình, ở Lùng Phình này thì có chợ trâu, chợ lợn, nhưng mà trâu bây giờ thì người ta không họp nữa, bây giờ chỉ còn khu vực bán chợ lợn thôi các bạn. Ở đây đa số là người ta bán lợn đen và đôi khi cũng có lợn trắng. Và bây giờ mình cùng bây giờ Dung sẽ đưa các bạn Dung đi chợ lợn, đi khám phá chợ lợn nhé các bạn nhé. Và ít nhất thì bạn phải hỏi được con lợn này giá bao nhiêu các bạn. Xem nào, xem này có lợn gì không nào. Đây con lợn này các bạn. Đấy, bây giờ là gần trưa nó cũng tan này các bạn. Em bé đi bán lợn. Ơi. Ừ. Hết kẹo này. Chết chưa, cất ngay kẹo của mình ngang ăn đi. vừa tặng hết kẹo rồi các bạn. Vẫn chưa bán được hết à anh? Con này là màu gì? Màu trắng pha đen mình hỏi rồi. Con này trắng. Con này bao đen. Tiền anh? Con này á? 700 thôi. 700. Tầm bao nhiêu cân nhỉ con này? Con này là 7 cân. Đấy, anh quay em bé đi bán lợn này. Đang ngồi bố là bố à? Anh mấy cháu rồi? 3 rồi. 3 rồi. À. Không tính hết đúng không? Sao đi lo như thế này về mấy tiền đều con gái về đây à? Bắt được người quen bạn. Bắt được người quen. Vâng. Anh có tuyển thiếp thứ hai không? Đi. Người ta cho vào bao tải hết rồi á. Nhưng con lợn ở trong bao tải các bạn. Nhưng mà chợ bây giờ buổi trưa mọi người cũng bớt nhiệt đi rồi. Lúc sáng đông lắm mọi người ạ. Toàn thấy mọi người ngồi thôi. Chắc này bác này đang định xem lợn. Đấy, em thử đoán con lợn này mấy cân. Em con đoán được không? Con nào? Con này á? Mấy cân? Con này chắc là 6 cân, 7 cân gì đấy thôi. Con này à, anh nghĩ là tầm chắc cả 5 cân đấy chứ. để tí hỏi anh xem con này bao tiền. Anh ơi, con lợn nhỏ này bao nhiêu tiền ạ? À, cái con này núp ở đầu kia nhỉ? 650. Cái này cùng đàn nhé, đúng không? 300 một con. Cái này cùng đàn nó ấy nhỉ? Nhìn nó đều đều nhau. Hai rau cho ăn. Nhà mình chỉ đi mổ thôi. Không có lồng, à không có chuồng. Nhà mình chỉ có mang đi quay thôi. Ở đây là khu vực, có cả khu vực chợ chó, nhưng mà hôm nay không có chó các bạn. Thường thường là mình thấy là mọi người bán chó ở khu vực kia kìa. Nhưng mà hôm nay thì không có. Đi. Đây này. Lợn trắng các bạn, ở đây có cả lợn trắng này. Rất nhiều lợn trắng. Nói chung là chợ buổi sáng tầm khoảng 8 rưỡi chợ rất là đông mọi người ạ. Nhưng mà bây giờ rơi vào 9 rưỡi 10 giờ rồi nên bà con cũng về mua đồ và về hết rồi. Đấy, khu vực bán quần áo trẻ con này. Đây, đối này thẳng này. Ôi à. Nhà em con trai, con gái? Con gái. À, mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi anh. Đây, khu vực người ta bán thịt các bạn. Ở đây thì đa số là người ta bán thịt lợn đen nhé. Đây, chân lợn đen kìa bạn ơi. Những cái chân kiểu của nó kìa, móng đen này. Lợn đen, đặc điểm của lợn đen, em có biết đặc điểm của lợn đen là gì không? Em không ạ. Mỡ của nó rất là dày. À, cái này thì em biết. Bì dày. Đây, khu vực bán thịt lợn.
Thôi, đi ra một vòng về đi, hay lên trên đường, lên núi này này. Có bước qua được không? Có chứ. Lên trước đi. À, đây là khu vực ngoài cổng các bạn. Mình đi lối tắt. Nhãn này nhãn ở miền Nam à? Thế ở ngoài mình làm gì đã có đâu nhỉ? Thế là lạ. Đấy, khu vực này chủ yếu là người ta bán hoa quả đây. Cam này, rồi dưa hấu này. Rau củ quả các bạn. Đây. Ok các bạn nhé, mình vừa đi giới thiệu cho bạn một vòng quanh chợ các bạn, một vòng quanh nhá. Bởi vì bây giờ là buổi gần buổi trưa rồi nên mọi người cũng tan rồi. Còn khu vực bên kia người ta bán rượu ngô kìa, chúng ta sẽ qua đấy một tí rồi mình sẽ xin ở video nhé các bạn nhé. Khu vực bán rượu ngô, rượu ở đây thì người ta bán 20.000 một lít các bạn. Đây. Rượu ngô này. Ở trong này mùi thơm lắm các bạn, đến đây là mùi rất là thơm, tàn rượu ngô đó. Anh có thử rượu không? Hả? Em quay cho thử rượu. Thôi, không thử. Anh Lịch đi về rồi ha? Chưa, nó chưa về đâu. Không ngon sao ăn? Anh đúng là hỏi rất. Cho anh một cái. Đưa tiền đấy, em mua cho. Còn cái này dở thôi. Còn cái này dở thôi anh ơi. Có tiền mua mà phải mua cho chứ nhỉ. Đưa tiền em đi mua cho. Đưa em đi mua cho thử rồi biết. Thì đưa tiền đấy em đi mua cho. Trời ơi khổ thật. Đúng rồi ông nhờ. Rồi ok các bạn nhá. Có lẽ là video của mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Bye bye.